Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi bản tin Việt Mỹ và sau đây là phần mở đầu điểm tin Việt Nam. Tin liên quan đến Công an Cộng sản điều tra vụ lãnh đạo Thanh Hóa có bộ nhí. Ủy ban Nhân dân Thanh Hóa yêu cầu Công an điều tra vụ lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư trường Thường trực tỉnh có bộ nhí, được lan truyền trên mạng xã hội từ chiều 19 tháng 3. Đến tối cùng ngày, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa trao đổi với báo Thanh Niên rằng ông đã được báo cáo vụ việc và có nhiều khả năng đây là thông tin ngụy tạo nhằm bôi nhọ lãnh đạo. Ông cho biết lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã giao cho Công an tỉnh Thanh Hóa phải nhanh chóng điều tra làm rõ các thông tin nêu trên. Cô Nguyễn Thị Trang, cô gái được cho là bồ nhí của ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, cũng đang làm đơn đề nghị cơ quan công an điều tra vụ việc. Cô nói với phóng viên báo Thanh Niên rằng cô chưa từng gặp ông Hưng, cô chỉ biết ông qua thông tin đại chúng. Các thông tin trên mạng xã hội Facebook vào hôm ngày 19 tháng 3 cho thấy nhiều hình ảnh của cô Trang cùng những dòng tin nhắn trên điện thoại được cho là gửi cho ông Hưng với những lời lẽ thân mật. Ngoài ra, tin nhắn cũng có những thông tin liên quan đến nhân sự nội bộ của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa. Vào hồi tháng 9 năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng có công văn gửi Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin, Truyền thông, các cơ quan thông tấn, báo chí, bác bỏ thông tin vu khống, bịa đặt, bôi nhọ lãnh đạo tỉnh này. Công văn do ông Đỗ Trọng Hưng ký vào ngày 19 tháng 9 nêu rõ, thời gian gần đây, một số trang blog cá nhân, mạng xã hội đã đăng những tin, bài phản ảnh không đúng về tình hình tỉnh Thanh Hóa. Vụ việc có liên quan đến những thông tin lan truyền trên mạng về bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến có bộ nhí là một trưởng phòng quản lý nhà và thị trường bất động sản thuộc Sở Xây dựng Thanh Hóa. Lãnh đạo Thanh Hóa đã bác bỏ tin ông Chiến có bộ nhí, thưa quý vị. Tin liên quan đến Hoa Kỳ tạm dừng cấp thị thực SR, I-5 và R-5 tại Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam vừa thông báo visa định cư theo diện đầu tư EB-5 và visa định cư về tôn giáo SA sẽ tạm dừng cấp ra tại Việt Nam kể từ ngày 23 tháng 3, cho đến khi chương trình này được Quốc hội Hoa Kỳ phê duyệt tiếp. Đại sứ quán Hoa Kỳ cũng cho biết với những người đã lên lịch phỏng vấn SR, I-5 hoặc R-5, hãy chuẩn bị tất cả các tài liệu và phỏng vấn để đảm bảo có thể được cấp visa trước ngày 23 tháng 3. Visa định cư EB-5 được nhiều người Việt Nam tham gia trong những năm qua. Vào năm tài khoá 2017, Việt Nam chỉ đứng sau Trung Quốc theo số lượng visa EB-5 cấp ra. Theo Sở Di trú Hoa Kỳ, tính đến ngày 5 tháng 3 năm 2018, đã có 919 người được duyệt visa này trên khắp các tiểu bang của nước này, thưa quý vị. Kính thưa quý vị, vừa rồi là điểm tin thế giới Hoa Kỳ và Việt Nam và phần tin tức của Đài truyền hình Việt Mỹ hôm nay đến đây đã kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày thật an lành và hạnh phúc.